dây. Đây lớp. Mình là Grick, sẽ cầm Grick. Thế Zip của bạn nữa. Yes. Start. Tưởng quay con lúc nào bên mình dưới dưới nhá, cay thật. Châu rẻ thế này mua về thịt xong sấy khô rồi bán à? Chúng là nói chung là buôn bán thì nó cũng có nhiều yếu tố. Nhưng nói chung là buôn bán kinh. Sao không quay sẻ thế? Đây thôi. Chúng ta thấy bếp hưởng của anh em. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có máy của game thủ chia sẻ, nhưng mà mình phải ở bên này để mình xem cái, mình chiêm ngưỡng cái thao tay của cậu hưởng em ạ. Thật, nhân vật chính ở trong livestream này mà anh em cứ xem sẻ hỏng. Tôi biết là 500 anh em đang ở đây thì hầu hết là fan của cậu hưởng, thế nên tôi mới xem hưởng là chính. Đợi trận Sang để bung BN à? Nói chung là Sang ở trong cái map đánh random này bung BN vẫn được, nhưng mà nó phải là siêu giàu. Vâng, nó phải là siêu giàu. Với thực tế là ở trong cái kèo đấu đánh 2-2 random thực ra là bung BN nó cũng không quá cần thiết. Đấy như là kèo random. Vâng, nếu như mà anh em có thể bung 2 BN một kích 10-30 thì thay vì đấy anh em kích chín sớm mình chọc giò là người ta quýt luôn rồi. Có đánh Sang, có đánh 2-2 Sang ấy thì bung BN sẽ có những trận mà nó có lợi thế hơn. Bởi vì map hả? 72 rồi. Bởi vì có những map nó sẽ rộng hơn. Và cái map nó rộng và nó sẽ có thời gian để cho anh em có thể bung hai nhà chính. Chứ còn đánh random này thì thực ra cá nhân tôi thì tôi nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng rất muốn xem một trận đấu đánh hai random mà bung Sang hay bung hai nhà chính. Và anh em chia sẻ đi để trận sau sẻ mà cầm Sang bung hai nhà chính nhá. Nhưng mà bung hai nhà chính mà thua thì bị chửi kinh lắm. Đúng không? Bao giờ sẻ thử biểu diễn trận 2 Sang random cho anh mở rộng tầm mắt nhá. Tất nhiên là phải thắng. Và anh em chia sẻ đấy mọi người ơi. À, bung hai vào nhà chính thì bán thịt trâu đúng không anh em ạ? Anh em là có nhu cầu mua thịt trâu gác bếp thì anh em có thể liên hệ với vâng chim sẻ em nhá. Bằng 600.000 một cân và free ship toàn quốc anh em ơi. Con voi này lại quay đầu. Bài đấu của anh thủ chim sẻ vẫn đang thiếu một đồ. Bây giờ gọi con này là con trâu à? Bốn châu, vài bốn châu đúng không? Vài năm châu. Vâng, năm châu à? À, như vậy là tầm này mà gọi con trâu, à con voi mà là con trâu thì sẽ phạt. À gọi là con voi thì bị phạt anh em ạ, quên, con này là con trâu. Vâng, 7-7 vẽ lắm dân. Vâng, 7-35 với 25 nông dân sẽ xẻ đời khét phết nhở. Bài 5 châu khác. À, hơi yếu, phải ăn bên bầy hươu nữa. Cứ bài này thì vẫn chưa, nếu chỉ ăn mỗi một loại thực đơn này thôi thì vẫn chưa đủ. Và còn đây là máy của game thủ Văn Hưởng nào, không biết đủ đồ chưa? À, chào Lê Việt Hùng nhá, hello anh em nhá. Rồi, xin phép em chúng ta đến với màn quảng cáo. Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Umanzel có mặt ngay. Umanzel đồng hành bao lâu xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường. Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà.
Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Em chào anh nha. Bán thịt trâu hay bị bạn bán hành nhá? Chắc chắn là bán thịt trâu rồi anh em ơi. Bán thịt trâu và bán cả hành cho các bạn luôn. BM, BL. Xin lỗi anh em là BA dành cho cậu Hưởng. Vâng, chim sẻ như vậy tất cả lên đời hết. Có một mình cậu Hưởng chưa lên đời. Wow, map gì mà dị thế nhở? Hưởng vẫn kích 10 mà. Không, 11 tròn. Vâng, trở lại với máy của game thủ chim sẻ thôi. Map đầu kinh quá. Đang dò công giáp đầy đủ. Đây rồi. Tất nhiên là cậu Hướng cầm Aegis mà lại bà hỏi anh gì. Tất nhiên là đánh cung rồi. Cậu Hướng cầm chủ lực thì cứ gọi là yên tâm. Cho độ nào thì chúng ta lại cùng chờ đợi sau. Để cứ yên tâm công tác đi. Bởi vì kết quả này đằng nào nó cũng đã được ấn định sẵn rồi. Cánh bên này gặp nhà bộ 2 và sẽ đang chọc chơi nhà xuân tứ. Đó, xuân tứ đánh cung mà. Một đánh cung. Đang thủ bùa 26. Rồi nhét con lạc đạn và con ngựa giò đứng giữa cái khe. Không được. Tơn mà con giò của viên thủ Venom đã tác động một tơn gọi là cấu đít kịp thời, khiến cho chim sẻ ngã ra và không có penalty là như đội bảng. Tơn tác động gọi là vật lý vừa đủ để con sẻ vừa bị mất, có thể nói là mất lỗi một tí, khiến con giò bị bắt và không có được đủ sự khó chịu. Máy zip của cậu Hưởng đang bị làm sao phải xin gỗ đây. 32. Hưởng thì lượng ruộng vẫn chưa đủ để có thể 4A. Một lượng ruộng khá yếu tới được cậu Hưởng nhé. Còn chưa đủ ruộng. Sẽ chơi cung A đi. Giá như mà trận này sẽ có cung A thì... Vâng, thì sẽ cũng có thể là chơi đấy. Để gọi là phục vụ anh em. Nhưng mà trận đấu này sẽ cầm Garrick. Và không có cung A. Đây là tình huống phục phải e tới từ cậu Hưởng. Vâng, hay quá nhờ. Hai lạc đà của đối phương nằm xuống. Đây là tình huống phải e cậu Hưởng đấy chứ. Được. Pha phải e khá ổn của cậu Hưởng đấy. Một tình huống mà sẽ không để ý khi mà ở nhà đang cơ cấu ruộng thì Hưởng đã có tình huống tỏa sáng. Hay làm được hai con lạc đà và bây giờ thì phù đầy máu cho lạc đà thôi. Rất hợp lý. Anh em đang phối hợp nhuần nhuyễn như đường với sữa. Và bây giờ lạc đà đầy máu rồi, lại lên chiến. Đây là cung đờ của game thủ Xuân Thứ. Phù lùi một chút để cung đờ chơi. Rồi bạn dí vào. Vâng, chúng ta chưa mất một con phù thủy nào. Tình huống cá dụ rất tốt tới được game thủ chim sẻ. À, lạc đà ở đâu bên này? Đầu cầu bên này thì đã có phóng viên phù thủy mang tên chim sẻ đáng rồi. Vẫn là những tên phỏng vấn. Vâng, những tên phỏng vấn. Lùi một bước. Ui xổi, lạc đà đông thế nhở? Vâng, tên phỏng vấn thành công. Một con, hai con dành cho game thủ chim sẻ. Tên này có lùi không? Tên này khả năng vẫn lùi. Lạc đà quá đông tới từ game thủ Vlog. Rất đông quần tới từ lớp chào gà. Đồng thế. Lùi lại tí. Những bài phỏng vấn hết sức thuyết phục của chim sẻ nhưng vẫn chưa đủ em ạ. Các bạn đông quá. Tiếp tục lùi. Hưởng sao? Hưởng tham 50-64. Chưa có thần vũ 2 nữa. Tìm xem chỗ này nữa. Mai rồi. Ờ ok, thế thì cố gắng thêm tí vàng, tí vụng nữa đi. Vâng, cố gắng sóc quân đều. Để có tí thịt gỗ cái thứ. Vâng, như vậy đội bạn không có dân á, đội bạn đánh theo úp. Như vậy là ở trong trận đấu này thì bơm xẻ đấy, bơm đi xẻ thôi. Tí vàng nào. Trận đấu này thì trận đấu này thì Hưởng sẽ phải thể hiện được khả năng cầm cung của mình. Vâng, tay cung R, cái nôi cung R Acidian Hải Phòng sẽ phải thể hiện được cái khả năng của mình ở kèo đấu này. Vâng, 38 gôn nữa tới từ cậu Hưởng có thể đứng dắp 4 luôn. Lượng lạc đà của Vlog đang rất đông. Cả sự thứ Vlog đều không có dân ở trong trận đấu này. Chính vì thế một đội bạn sẽ đánh theo thế úp. Và chúng ta đã phải xuất cho quân nữa. Hưởng ít quân thế.
Sóc vừa dẫn, vừa dẫn thôi, sóc quân phải đều đã. 40/48. Dân thì chẳng xoắn xoắn nữa thôi, nó dân đâu. Tất nhiên là anh em vừa đánh vừa xem tham nhá. Chẳng may nó lại xong dân một tơn trận lực, không để ý. 23/24 à? Rồi, cung đờ. Vâng, cung đờ Egypt của cậu Hưởng đã là full công nghệ rồi. Vâng, tiếp tục là những tình huống hát tới từ game thủ chim sẻ. Hạ lại 4-3 thôi. Vâng, lạc đà của đội bạn đông quá. Đồng thế. Egypt, chúng ta cùng chờ đợi. Vâng, đội bạn chỉ là cung đờ phô. Vâng, cung đờ phô và Katarian sóc quân đều nào. Vâng, tiếp tục là những tình huống đảo. Vâng, có thể để Nature, vâng, có thể để Nature, quên để bắt tay với game Vlog để bắn cung gờ của game thủ xuân thứ hay không. Vâng, sẽ bắt đầu gì lên, hết lạc đà dành cho lớp cháu gà. Hết lạc đà dành cho lớp cháu gà. Vâng, bổ sung nha, còn là nữa, được đấy. Được đấy anh em ơi, được đấy anh em ơi. Vâng, chém đảo đang tốt hơn, chém nhiều máu hơn và vẫn đang đảo tốt hơn tới từ, vâng, game thủ chim sẻ. Vâng, sẽ vừa bảo là tầm này đảo thôi, có ai chém đâu, nhưng là vâng, tay mồm thì bảo thế nhưng tay vào chém luôn. Và cảm giác lừa cả địch và lừa cả đồng đội luôn. 39/52 tham lai tới người game thủ chim sẻ. 3L đang sóc đều rồi, phù thủy vẫn đang đứng đảo chảo điên cuồng. Vâng, tiếp tục phù, những tình huống xử lý nhỏ của game thủ chim sẻ rất tốt, còn lạc đảo đang chưa đổi màu. Vâng, con lạc đà nằm xuống, vâng lại phù con khác. Vâng, tiếp tục hát trong vâng chiến trường và con lạc đà đổi màu. Và nó sẽ là con lạc đà để giúp cho game thủ chim sẻ tiếp tục vâng đảo tiếp. Và tỷ số là 1-8-2 anh chúng ta. Dễ thế nhờ. Vâng, đơn giản, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Một bài đấu được. Một bài đấu 5 châu tới từ chim sẻ anh em ạ. Em đợi sớm đi chứ. Vâng, anh em nếu như có nhu cầu mua châu khô thì anh em có thể liên hệ với chim sẻ phốt nha em nhá. 600.000 một cân, free ship toàn quốc. Mình là Glitch cho Son em ơi. Thôi rồi, vâng, 8-2 rồi thì vâng, tầm này là chúng ta là những con người, tầm này là hành trình đi kiếm những highlight. Chứ để mà thua thì khó quá rồi. Cho Son Glitch. Bên kia là Perfo anh ạ. Rồi, okay, chào anh em nhá. Nói chung là anh Hạnh Trần mà muốn mua thì anh em có thể liên hệ với chim sẻ phút nhá. Và anh em nào muốn mua châu khô thì anh em thì có thể liên hệ luôn với chim sẻ phút. Và ở đấy thì sẽ có bạn tư vấn viên để bạn có thể tư vấn cho anh em luôn. Ôi rồi, đây rồi. Bài của Hưởng vẫn là ok. Vẫn ok. 22 giờ đá phải không à? Ừ đúng rồi anh em, bóng đá 22 giờ đá. Donna, Donna, Donna,
Sẻ giờ có đi bán máy nông nghiệp rồi thịt trâu cho ngon đấy à? Ờ ok anh Sinh Hoàng, anh Sinh Hoàng bà mua ít thịt trâu góc bếp ủng hộ đi mọi người. Vâng, 17. Nói chung là tầm này là chúng ta là những con người đi tìm những highlight các bạn. Đi tìm những kỷ lục, ví dụ như cứ đích cho Son thắng Purple chẳng hạn. Chứ tầm này thì nói thật anh em, cái tỷ số 8-2 là một tỷ số gần như không thể bật được rồi. Chặn 1, chặn 7 khó lắm. Chặn 1, chặn 7, ừ. Tôi chưa, vẫn trong lịch sử chưa có ông nào chờ bật được. Chỉ có Sẻ Hưởng, quên nhầm, Hào Hưởng là... Hào Hưởng đã... Vâng, nói chung là bài đấu cũng là khá ổn, vẫn có thể đánh được mà. Hero Bomb biết đâu đấy. Chạm 1, chạm 5 thì bật kèo là có em nhé. Nhưng mà chạm 1, chạm 7 thì tôi chưa thấy ai mới bật được cái kèo này. Vâng, 50-55% lên đời. Chúng ta cùng cho xem 17-13%. Vâng, đối bạn lên đời rất sớm em ạ. Thôi trận này thì khả năng là bật quảng cáo nhanh nữa, không có cơ hội. Không có cơ hội em ạ. Imanzel, thuốc dạ dày chữ Y là sản phẩm nổi tiếng trên thị trường, được phân phối bởi Đại Bắc Group. Thuốc dạ dày chữ Y giúp anh em giảm nhanh các triệu chứng do viêm dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản, đau tức, nóng rát dạ dày, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu chỉ sau 5 đến 10 phút. Sản phẩm còn giúp tạo ra một lớp màng nhầy tương tự như lớp chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày trước những tác nhân gây hại từ rượu bia, axit dư thừa. Thuốc dạ dày chữ Y Imanzel giảm nhanh cơn đau, dạ dày mau khỏe. Và như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo thôi. Như vậy chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. À bảo quân, à map hôm nay là mình lập đấy chứ nhỉ? Map này đẹp không em? Chắc là đẹp. Và mình bình luận vào map cũng được, quân cũng được. Nhà thắng là các ông phải chia tôi mới hợp lý. Không sai. Tức là thắng tiền thắng kèo có khi ông phải chia tôi mới hợp lý nhá. Mình bình luận đỏ quá. Hả? Vợ Kami có làm cùng công ty không anh em ơi? Donna E.
Vâng, như vậy là chúng ta quay trở lại với trận này. Sao không bắt người ta muốn xem thì vô linh nữa đi là sao nhờ, heo rừng Văn Viết nhở? Em chưa hiểu ý anh lắm, cảm ơn anh đã tặng hưởng 35 sao nhá. Đó, nhưng mà anh comment em không hiểu lắm. Sao không muốn bắt người ta muốn xem thì vô linh nữa đi nhở? Không hiểu. Chưa hiểu anh muốn hỏi gì, muốn nói gì luôn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã tặng hưởng 35 sao, quá tuyệt vời. Hả? Rồi, như vậy là trở lại với trận này. Bài của bài của sẻ. Hay là không ngờ bài sẻ trận này khung rộng quá nhỉ. Mình bảo là sẽ đánh châu y nhưng mà giá như một cái chỗ hai cánh sừng kia nó khít hơn thì khả năng là được. Mỗi hươu voi bao nhiêu thịt à? Mỗi một con hươu này thì là 150 thịt. Một con trâu này là 300 thịt nhá. Một cân trâu khô là 600.000. Anh em có thể nhân thôi. Free ship toàn quốc em nhá. À, anh em muốn mua thịt trâu khô anh em có thể inbox cho sẻ nhá. Nhà sẻ rất nhiều thịt trâu anh em ạ. Hai con rồi. Kích đời 820 hơi muộn tí. Rồi ngoài máy của game thủ Văn Hưởng 26-28. Hôm qua xem trên YouTube em người xem vào link. À, cái đấy thì hình như là đấy, em không rõ lắm. Còn đấy là bản quyền cái gì thôi em ạ. Chứ thực ra cũng không phải bọn em đâu. Bọn em thì luôn luôn hướng đến anh em để anh em có thể trải nghiệm tốt nhất mà. Đấy là do bản quyền thôi anh em ơi. 25-28. Đấy cũng là bình thường. Anh em vào xem anh em ủng hộ thì chứ không để có thêm thu nhập tí anh em ơi. Để cho chim sẻ có thể trả lương cho bọn em, không lấy tiền đâu mà trả lương bây giờ. Vâng, như vậy là tình huống dâng lờ lên rất cao thế rồi lớp. Dâng lờ cao như này thì vâng, đóng nhà quân như này thì chắc chắn là dâng lờ rồi. Không lệch được. Xin mời em chúng ta đi với màn quảng cáo nha anh em. Căng thẳng, stress, thường xuyên thức khuya làm việc và sử dụng các loại đồ uống có ga, cà phê, trà để tăng sự tỉnh táo cùng với chế độ ăn uống không điều độ có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến bệnh dạ dày gây khó chịu cho anh em. Thuốc dạ dày chữ Y Umanzel giải pháp tuyệt vời cho những anh em đang mắc và có những triệu chứng của bệnh dạ dày do dư thừa axit như nóng rát, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày. Thuốc dạ dày chữ Y Umanzel giảm nhanh cơn đau dạ dày. Vâng, như vậy là quay trở lại với trận này. Quân thì hơn một tí thôi chứ thực ra cũng không hơn nhiều. Vâng, đây máy ngô hưởng cầm bi đoan. Rồi đội bạn là Katha cho so, vâng Katha cho son thôi. Có cung tê đấy cậu hưởng rồi. Vâng, Hà Lan 1-0 à. Chết rồi, hôm nay đang định tính cắm cái sổ đỏ theo Hà Lan mà quên mất. Voi và ông Kami quy ra thịt trâu hết à, đúng không anh em? Dạo này công ty đang bán thịt trâu, phải quy ra hết thịt trâu. Anh em có nhu cầu mua thịt trâu, anh em có thể inbox vào chim sẻ food anh em nhá. À, hoặc là inbox vào cả page của Văn Hưởng luôn cũng được anh em ơi. Anh em có thể inbox vào page của Văn Hưởng để có thể vâng đặt thịt trâu khô anh em nhá. Bún Phương Nam giải nghệ lâu rồi anh em. Bún Phương Nam giải nghệ lâu rồi. Vâng, như vậy là tình huống nâng cấp cung ngài dành cho game thủ chim sẻ. 26-56. Vâng, một chém đang được xin dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, bị nhốt.
Chỗ này hoàn toàn có thể đóng thêm vâng, như vậy là sẻ cũng chuyển A để chống Y. Còn đây là máy của game thủ Chi, vâng đây máy của game thủ Văn Hưởng. Bài đấu bo nhà rất rộng đây cậu Hưởng, tham 23. Vâng, chim sẻ đang chuyển công A một áo để có thể vâng chống lại bài đâm Y của game thủ về lớp. Bài mà chúng ta đánh 2 Y. Vâng, đánh à xin em đánh 2 cung A trong trận này. Cung A một áo phải nghe đằng sau. Rồi. Vâng, mất luôn đạo đông dân này rồi. Chắc chắn là xuống dưới chém thôi. Thì có vẻ tốt của game thủ chim sẻ, nhưng cung A một áo vâng sửa. Giờ này mình đã sửa được, tiếp tục sửa. Sửa hay vậy đây. Như vậy là sẽ quyết định vâng chữ viết sửa hay vậy và quyết định là sửa. Vâng, tơ này thì là vậy. Vừa vậy vừa sửa các kiểu con đá điểu đang hơi ít thịt. Vâng, năm đông dân này vẫn chạy được trong tình huống vừa rồi. Đó là pha không để ý đấy, game thủ xuống dưới vẫn đang vẩy em vừa vẩy vừa sửa được. Vâng, lạng lách đánh bóng những con đồng dân vẫn còn sống. Tờ này vẫn đang chưa bị lọt tới được game thủ chim sẻ. Vâng, lại quay lại ăn con vâng bãi quả. Nhận được thịt tới được cậu Hưởng và vẫn đang sống. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này đội bạn công ca vâng bị phát hiện rồi. Tờ này chắc chắn bị phát hiện rồi. Chạy thôi. Lúc nãy họ chốt em vào BL mình em ạ. Chắc chắn là công ca rồi, chắc chắn là công ca rồi. Vâng, bây giờ thì công ca đã chắc chắn chết rồi. Vâng, làm sao bây giờ anh em ơi? Phải làm sao? Vâng, người ta công ca fit chắc rồi. Cầm chắc một vé fit trong tay. Vâng, cầm chắc một vé fit trong tay dành cho game thủ chim sẻ khi mà họ công ca, bởi vì Hưởng cũng đánh công ca trong trận này, không ai cứu được cả. Vâng, chuyển qua quần áo này chống Y là khá tốt, nhưng họ công ca nữa thì ngất. Cái gì? Không được, có cả câu khỏe lại như nào. Vâng, công lại là không vui rồi. Tưởng là em vẫn đang khỏe thì thấy bảo đánh được chứ, lại có câu lại đằng sau nữa. Mọi người, chắc chắn là yếu rồi. Vẫn giữ được tham ai, thế này là to phết đấy, nhưng ta là mình bị đề khá mạnh. Con chém của sẻ vẫn sống, cả năm cái con dân hình như vẫn sống sao nhỉ. Vâng, năm con dân này kiểu sống dai méo chịu được em ạ. Cuộc của phiêu lưu của Finbat à. Đi bao nhiêu chém lạc đào nó chạy ngang qua mà không bị chém. Đúng là năm anh em Finbat đấy đúng nhỉ. Finbat hình như cũng 5 người vậy. Vâng, phiêu lưu khắp các đại lục rồi gặp bao nhiêu kẻ thù vẫn sống. Và bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với cậu Hưởng để xem cậu Hưởng đỡ nhà. Đã 4 không em? Chắc chắn bây giờ thì nó sẽ chuẩn bị giết em rồi. Thằng máy của game thủ chim sẻ tham 18. Đầu tầm này 5 anh em nhà Sinbad nằm xuống hết rồi. Hơi khó. Vâng, cuộc phiêu lưu đã đến lúc hết. Bộ phim đã kết thúc. Đang định hình đóng lại đi chỗ khác đây. Đấy, đang có con chém đây. Vâng, như vậy sẽ không sẽ đóng thêm một BL à. Họ cũng đang công rát, họ không có dân đâu. Ta 2 dân. Linh cái giáp 4 em ơi, thì mới đẩy được. Tham 13 tới được sẻ. Rẻ lan gỗ làm gì đây? 1L, 1Y. Kiểu cố gắng gọi là cầm chân đối phương một chút. Tham line thì cũng gần fit rồi, nhưng cố gắng gọi là dãy ruộng. Thực sự là không hiểu là ông sẻ này có cái gì hấp dẫn đến như thế mà sao có mỗi một con dân ăn gỗ mà người ta huy động hết cả quân nữa. Ui rồi ôi. Đấy, trông chém em ơi. Con sẻ nó có cái gì hấp dẫn kinh khủng đấy nhở. Vâng, anh cho tôi trả lời tôi câu hỏi này với. Dân con sẻ nó có gì hấp dẫn như vậy? Vâng, còn Y nó lại bọc bên trong thế này. À đù. Không vẩy được E rồi. Gần fit rồi, thang 17 rồi. Okay.
Vâng, trong khi đó thì đây là máy của game thủ Văn Hưởng. Hưởng đẩy quân rồi. Đứng thế thì họ rất đông quân. Vậy e. Một tên để đây trồi đấy cậu Hưởng. Đứng thế khá đẹp đấy cậu Hưởng. Họ đen cả nhà BL luôn. Vậy e đây, vậy e nữa đây. Tóc quân nữa đây. Vâng, tham tụt xuống còn 52. Nhưng mà tơn vừa rồi họ cũng mất nhiều chứ. Họ cũng mất nhiều. Và tơn vừa rồi họ cũng mất nhiều nhưng mà để tham còn 7. Vâng, một tình huống đâm đi. Ờ, thì vẫn đang đánh. Để đây vẫn đang đánh thôi. Cẩn thận kìa, nó ôm ngược lại kìa. Vậy trước mặt đi. Nó phi vào đấy. Đi đâu ta? Vâng, chưa hiểu là mùa 3 này đang đi đâu. Bắt đầu ra phía ngoài ăn vàng dành cho cậu Hưởng. Vâng, sóc quân vẫn đang đều. Thám 60 nhưng Hưởng trong trận này. Con sẻ thì vẫn đang đánh như thế bình phong. Vâng, người ta gọi là bình vôi các bạn. Tầm này đúng là bình vôi đấy. Ngoái ngoái làm gì làm. Còn lại thì anh em cứ thi đấu. Sẻ thì gọi là free. Tham lai mình bị đè 55-45. Họ đang chém vào chỗ này. Vâng, Hưởng cái thao tăng tay điều phủ Hưởng nhìn thế nào ấy. Toàn kích trượt thì nó không được đẹp mắt cho lắm. Không được thuận buồm, được thuận mắt. Vâng, thông tin báo về tới đây game thủ chim sẻ là xỉa được 10 dân của mùa 3. Vâng, cũng gọi là có tí thi đấu anh em ạ. Làm tí thi đấu nào, nhẹ nhàng, tình cảm. Vâng, sẻ thi đấu này anh em mua thịt cho khô sẻ đấy. Hợp lý không rẻ? Có hai con y thôi. Được rồi, thắng anh em ạ. 42 dân. Tha mình đè rúi rồi. Tha mình đè xuống rất nhiều nhá. Đẩy đi, đây đây đây. Sẻ sẻ có thêm mấy con y lên đây chơi không vui nào? Không đủ quân đỡ đâu. Vâng, lên vốn à. Lên vốn là thứ ơi. Nó đổ nhà rồi. Vâng, ở nhà vẫn phải sóc quân đều ra kìa. Hưởng ơi, sóc quân đều ra không chết ở nhà. Mình bốn xong rồi. Để bỏ chế enemy bắn dân chơi. Sẽ tìm, sẽ có cái quân gì để đi tìm ấy không? Tìm nhà A đó. Tiền rất nhiều nhá. Nhớ sóc ăn, nhớ lại ăn thêm cả vàng nữa nhá. Hết vàng đấy, hết dân bãi vàng đấy. Vâng, đây chủ nhà A rồi. Hay đi chứ. ăn thêm vàng đây, ăn thêm vàng đây. Được rồi, đây rồi, đây rồi. Bắn nổ hết đi. Rồi, hót ra, hót ra bắn hết. À, cơ cấu à, cơ cấu nhà chính à. Cơ cấu nhà chính à, thứ ơi, không được thứ ơi. Ôi, sao lại mang nông dân được một ra 4 này. Không được thứ ơi, hu. Kìa, nhìn trên bản đồ con sẽ, đấy. Bắn mấy quả đi. Cùng mà tách biết tìm cơ sở đi nào. Hướng, cắm cờ Kuma đi tìm ao đi. Đâu rồi, để đâu? Đây rồi, đây rồi. Như vậy là nội bạn chạy lên góc 10 giờ em ơi. 10 giờ. Bắn đổ 4 nga đi, 10 giờ thẳng tiến nào. Bản đồ cũng được nâng cấp. Rồi, nó không có nhà chính đâu, yên tâm. Còn hai con đi chạy thẳng, chạy vâng, sẽ chạy thẳng về nhà Hưởng. Đây rồi, mở cổng thành, yên tâm, cổng thành nhà Hưởng thì lúc nào cũng rộng mở, sẽ biết mà. Đây rồi, sẽ chạy vào góc 6 giờ nhá. Hưởng bó thành lại cẩn thận tí. Đây rồi, gặp có cả chiếm vàng à, cũng được đấy chứ, cũng được đấy chứ. Nào, chơi đi bạn ơi, chơi đi bạn ơi, chơi đi bạn ơi, thứ ơi.
Chơi đi Tứ ơi. Vâng, nhà không có gì ngoài điều kiện cả, cung A rất đông. Vâng, chết kèo này tao bày kèo khác. Vâng, thua kèo này tao bày kèo khác, hết quân tao lại đẻ. Nhà không có gì ngoài điều kiện cả. Chạy đi, đúng rồi, chạy đi Tứ ơi, ra bắn tiếp. Ơ, sao anh không bắn nốt hay cái A đi? Bắn đi, bỏ chế độ enemy đi. Để ý ở nhà nhá, cẩn thận nó sang ấy. Như vậy là còn mỗi 9 giờ thôi. Đừng tập trung hết quân ở đây. À, đây rồi, vâng, con Y còn sẻ, vâng, chọn vị trí tốt thế nhở. Một con Y chọn vị trí 99. Ôi, nó phi vào kìa, đấy, tôi bảo mà Hưởng phải có quân ở nhà. Nó bảo nó ăn, nó bảo chắc chắn là nó tìm ấy cũng sẻ thôi. Hưởng mang quân về đi. Nhớ quần. Vâng, màn nói của game đồ chim sẻ tham ba. Vâng, thủ hai lần đi ở trong. hết chém rồi đấy. Đây rồi, phát hiện ra cơ sở rồi bạn kìa, bắn đi. Vâng, có tơn hơi chảy một tí. Thôi, cơ cấu lại tơn ruộng là được. Tham lai. Vâng, tham lai của mình thì để rất mạnh nhưng mà... Vâng, hưởng lùng tơn ruộng kìa, cơ cấu lại em. Đây rồi, thấy không? Vâng, dần chạy kinh thế, chạy đi đâu? Vâng, chạy đi đâu mà bạn ơi, anh lớp cháu gà ơi, anh chạy đi đâu? Cơ cấu lại tơn nào, nhiều vàng quá rồi kìa. Thôi, cắt bớt dần ăn gỗ ăn vàng ra đi. Chạy. Tham họ bé lắm rồi anh em ạ, đốt hết A chưa? Đốt hết A rồi đúng không? Để cơ cấu để lại một vài con cung. Vâng, như vậy là về lớp là người đi sai. 9 bài chúng ta ở kèo đấu này. Vâng, tham lai đè rúi rồi đấy bạn nhưng vẫn thắng. Trận này không biết là nên khen hay nên chê của đây. Khen, trận này phải khen đấy các bạn. Anh nhìn tham cũng hưởng thế này, cầm chủ lực vẫn thắng mà. Hay quá anh em ơi. Vâng, xứng đáng được anh em đặt thịt trâu ở trên bên hưởng anh em nhá. Và như vậy là trận đấu vừa rồi cũng sẽ là trận đấu kết thúc kèo đấu của chúng ta tại đây. Rất tấu hài tới từ cả 4 game thủ. Vâng, như vậy là chém lao vào mới bất ngờ có hoa đang y ở trong ruộng. Và không bị mất nhiều dân. Hàng không đi tránh fit nên lại xiên được rất nhiều chém. Như vậy là trận đấu vừa rồi cũng là trận đấu kết thúc kèo đấu tại đây. Cảm ơn sự theo dõi tất cả anh em, hẹn gặp mọi người những kèo đấu lần sau. Căng thẳng, stress.